Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stop Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh Để em có thể ra được nhiều video tốt hơn Để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo Thì hôm nay VN Index của chúng ta tiếp tục là một phiên chuẩn lại đà tăng Cụ thể hôm nay ni giảm 2,89 điểm so với phim trước và đóng cửa mức 1 91 điểm, giá trị giao dịch ở mức trung bình 18.788 tỷ đồng và đang có những sự phân hóa dòng tiền rất rõ rệt. Hầu hết những cái mã cổ phiếu giảm điểm trong phiên ngày hôm nay đến từ dòng ngân hàng, chứng khoán và dầu khí, còn những cái nhóm ngành tăng điểm đến từ dòng bất động sản này, một vài mã cổ phiếu của dòng công nghệ và dịch vụ hạ tầng. Thì nhìn chung giai đoạn này, vờ Nindex của chúng ta cũng tìm cận đến những vùng định trước, nên những cái việc điều chỉnh và tích lũy trở lại là những việc hết sức là bình thường tại vì anh chị biết rằng ấy khi mà nó gặp lại những vùng kháng cự thì nó sẽ có những cái nguồn cung do những nhà đầu tư kẹp hàng này bán ra và do những nhà đầu tư đang có lại bán ra thì phải cần hấp tụ hết hai lượng cung đó bằng những cái vùng tích lũy và sai quay thì lúc đó thì chúng ta mới có thể đi lên một cách bền vững được em ví dụ cụ thể đi khi mà thị trường của chúng ta gặp lại đỉnh trước thì sao ạ à? thì nó phải có những cái trạng thái tích lũy và sai quay sau đó mới có những cái phiên breakout out vượt đỉnh hay giai đoạn này nó tạo ra những cái vùng đỉnh ngắn hạn của nó thì sau đó nó cũng phải cần cân bằng đâu khoảng là 4 đến 5 phiên thì sau đó mới có những cái trạng thái gọi là đánh vượt đỉnh của nó đúng không ạ và giai đoạn này anh chị cũng thể thấy rằng nó cũng đã bước vào một uptrend nên cái việc chúng ta cần làm là chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn tại vì anh chị thấy thị trường của chúng ta nó đang tìm cận đến những vùng đỉnh trước của nó và tích lũy xe quay trở lại nhưng có rất nhiều mã cổ phiếu nó vào những cái điểm mua rất là đẹp cũng như có những cái mã cổ phiếu nó đã vượt đỉnh và tăng rất mạnh em ví dụ như những cái mã cổ phiếu hôm qua em nói là những cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản nó đang vào sóng thì anh chị thấy rõ ràng rằng những mã phiếu như ldg này hôm qua em nói hình thành xong mẫu hình gọi là vai đầu vai ngược thì nó sẽ có những phiên breakout thì hôm nay nó cũng đã tăng rất là mạnh. Hay những cái mã cổ phiếu như HDG này, nó test cung thành công thì sao ạ? À? Thì hôm nay nó cũng đã tăng rất là mạnh rồi đúng không ạ? Nên bây giờ chủ yếu là chúng ta sẽ tập trung lựa chọn những cái mã cổ phiếu tốt để chúng ta đầu tư. Và giai đoạn hiện tại em thấy rằng thị trường chúng ta nó cũng đang có những con sóng bất động sản nên chúng ta sẽ tập trung đánh những cái mã cổ phiếu về dòng bất động sản trước rồi sau đó chúng ta mới đánh vào những cái dòng tiếp theo của thị trường. Thì bây giờ sẽ phân tích dòng bất động sản để cho anh chị tư có thể là nắm bắt. Thì đầu tiên ấy là mã cổ phiếu như con AGG đi AGG thì nhìn chung ấy mà cổ phiếu này nó đang là một cái trên đi xuống cũng như nó đang có những cái trạng thái giảm giá liên tục thì hầu hết những cái mã phiếu này này các anh chị hạn chế bắt đáy cũng như các anh chị có thì cứ canh tăng lên để bán ra chờ đợi những yếu tố tích lũy và sai quay trở lại đến chị tham gia tại vì anh chị biết khi mà một cái mã cổ phiếu nó đang có những cái xu hướng xuống và anh chị bắt đầu anh chị lao vào anh chị bắt đáy thì anh chị sẽ gặp rất là nhiều rủi ro em ví dụ như ctd giai đoạn phía trước đi ví dụ như nó đang có những trạng thái này nó tạo ra những vùng định sau thấp hơn định trước và nó đang rơi như thế này và anh chị thấy này nó chưa cân bằng lại được mà anh chị thấy có những cái trạng thái giá rẻ quá rồi các anh chị bắt đầu anh chị lao vào anh chị bắt thì sao ạ các chị thấy này các anh chị nắm giữ đến bây giờ các anh chị mới có những trạng thái các anh chị hòa vốn đúng không ạ nên nếu các chị muốn tham gia thì sao khi nó có những cái trạng thái nó cân bằng lại như thế này này nó tạo xong mẫu hình này hai đáy sau đó bắt đầu có những trạng thái này cân bằng tạo ra những cái phiên test cung no sụp lúc đó mình mới tham gia được chứ không phải là thấy đang rơi như thế này mình vào mình bắt thì nó rất dễ dàng dính những cái con dao đang rơi nên các chị hạn chế bắt đáy một mã cổ phiếu nào đó nên con agr này các chị phải chờ đợi những cái yếu tố cân bằng thêm thì lúc đó mình mới vào được còn bây giờ canh tăng để chốt lại ra còn con adm mà hôm qua cũng nói rồi này đây là một mẫu hình gì ạ dạ? đây là mẫu hình cốc tay cầm này và đây cũng là một cái mẫu hình tương đối kinh điển thì cái mẫu hình này khi mà nó tạo xong mẫu hình cốc tay cầm và nó có những trạng thái tăng điểm như phiên hôm nay thì các anh chị phải chờ đợi những yếu tố nó cân bằng thêm một vài phiên tại vì bây giờ nó gặp lại những vùng kháng cự phía trước của nó nên khi nó gặp kháng cự thì yếu tố cân bằng và tích lũy trở lại là những việc cần thiết để mã phiếu này mới có thể là hình thành một cái mẫu hình cốc tay cầm hoàn chỉnh nên chị lưu ý có thì cứ nắm giữ đối với mã phiếu này và cũng như các anh chị chờ đợi thêm những cái yếu tố nó tích lũy và sai quay đâu khoảng là 4 đến 5 phiên nữa thì đó là những điểm mua chuẩn quanh vùng giá 16.6 nên lưu ý đối với ASM và hầu hết những cái mẫu hình cốc tay cầm đó là thành công em ví dụ cụ thể như là mã cổ phiếu HCM giai đoạn phía trước ấy các anh chị thấy này mẫu hình cốc tay cầm này thì sao ạ à? thì có những trạng thái nó tạo ra những cái yếu tố tăng giá tương đối là tốt đây giai đoạn phía trước HCM tạo ra mẫu hình cốc tay cầm thì sao ạ à? thì nó sẽ có những cái phiên breakout và xác nhận xu hướng mới và nó bước vào cái pha tăng hay là những cái mã cổ phiếu như con con DRH này anh chị thấy này mẫu hình cốc tay cầm thì sau đó nó cũng có những cái trạng thái nó tăng điểm tương đối là mạnh đúng không ạ đây sau khi nó xác nhận một cái mẫu hình cốc tay cầm bằng mẫu phiên breakout thì sao ạ thì nó sẽ có những cái trạng thái đại giá liên tục nên chị lưu ý đối với ASM trong giai đoạn sắp tới anh chị thấy này việc cơm banh giai đoạn phía trước này nó cũng hình thành xong những cái mẫu hình cốc tay cầm sau đó nó mới bật tăng đúng không ạ đây rất là kinh điển đối với mẫu hình này cốc này tay cầm này sau khi hình thành sau mẫu hình cốc tay cầm sau có một phiên breakout thì các anh chị có thể là mua theo những chiến lược breakout nếu các anh chị đầu tư nào mà đọc vị được những hành vi của tổ chức mà đọc vị được những phiên no supply thì tích và tết cung ấy thì anh chị có thể là vào ở những cái phiên này mua trước những phiên breakout để mình có vị thế tốt hơn các anh chị lưu ý đối với asm này còn BAI này là một trong những cái mã cổ phiếu ấy, là có những cái tổ chức họ làm giá đối với mã phiếu này nên chị thấy này lên hình chữ V mà xuống cũng hình chữ v nên hầu hết những mã phiếu này em không khuyến nghị đầu tư chủ yếu anh chị đầu tư nào có thì cứ canh tăng để bán ra cũng như những vùng này là những cái vùng không để cho anh chị mua nữa chủ yếu là cánh chị có thì bán thôi tại vì nó tương đối là bao cung nên không tham gia được tiếp theo là coo coo thì nó cũng đi theo mẫu hình giống như con asm uh, thôi đúng mà đang là mẫu hình này vai đầu vai ngược giống mẫu hình của con gì ạ à? ldg đúng mà tương tự thôi thì con co này mua được hay không thì bây giờ có phải là điểm mua hay không theo đánh giá hôm nay khả năng là một cái điểm mua chính đối với con CO này. Tại vì nó hình thành xong mẫu hình vai đầu vai ngược. Và anh chị thấy này có những cái trạng thái này nó cân bằng tích lũy và quay để hấp thụ những cái lượng cung ở những vùng đỉnh trước của nó. Và anh chị thấy này luôn luôn có những trạng thái cạn kiệt về volume. Nó xuất hiện bao nhiêu phiên tích cung ạ? À? Đây, một phiên tích cung, hai phiên và ba phiên thì khả năng ấy, ngày mai nó sẽ tích lũy lại thêm một phiên rồi sau đó nó sẽ break out. Nên lưu ý CO các anh chị vẫn có thể là tham gia được. Tại vì anh chị thấy hiện tại đang có những cái sóng ngành gọi là bất động sản thì sóng ngành là gì sóng ngành ấy là những cái mã cổ phiếu trong cùng một ngành nó luân phiên nhau nó chạy em ví dụ như giai đoạn phía trước đi nó có những sóng ngành gì ạ à? đó là sóng ngành thép này thì đầu tiên là con gì chạy trước là con nam kim nó chạy trước đúng không ạ à? nam kim bắt đầu có những trạng thái tạo nên bắt đầu đánh lên sau đó tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như là con hsg này nó chạy theo hsg chạy theo xong tới con gì ạ à? con thép tiến lên này nó chạy sau đó mới tiếp tục là con hpg và con tvn đúng không ạ à? thì đó gọi là sóng ngành nên chị thấy này những mã cổ phiếu trong dòng bất động sản nó bắt đầu nó chạy rồi như con ldg nó chạy này thì những cái mã cổ phiếu trong dòng bất động sản nó sẽ tiếp tục nó nối đuôi theo để nó chạy nên bây giờ chúng ta phải tìm những cái mã cổ phiếu tốt để chúng ta tham gia đúng không ạ nên lưu ý đối với co ckg thì sao ckg thì nó có những cái trạng thái này tích lũy nền đủ lớn tính chị thấy nào nó tích lũy từ tháng 2 cho đến tháng 7 là tích lũy 5 tháng thì cái việc mà đánh lên đâu khoảng là 50 60 trăm là việc hết sức bình thường tại vì đây là những quy lực về nguyên nhân và kết quả trong thị trường chứng khoán này thì đó là những quy luật của ông Richard Whitcup ông có đề cập trong một cái quyển sách về VBA thì anh chị cũng thể thấy rằng ấy, những cái mã cổ phiếu nào nó tạo nên càng dài thì nó sẽ tăng càng mạnh anh chị thấy này con IDC này cái chị thấy này nó tạo nên dài hay không nó tạo mẫu hình rất là lớn đúng không ạ mẫu hình nền tảng trong nền tảng thì sao nó tăng rất là mạnh tăng bao nhiêu phần trăm từ những vùng nền của nó nó tăng 145 phần trăm hay con KBC này nó tạo ra những cái nền dài đúng không ạ đây cái nền của nó dài hay không nó cái nền của nó đâu, đâu đó khoảng là gần 9 năm đúng không ạ sau đó nó đánh lên bao nhiêu phần trăm ạ đây nó đánh lên nó khoảng là 239 phần trăm còn chị nhìn vào con Vinamilk xem nó có tạo nền dài hay không các anh chị thấy này tại vì sao ấy, từ những cái vùng nền này nó đánh lên nó khoảng là 20 đến 30 phần tại vì cái nền của nó rất là thấp đúng mà đây nền ít thì nó sẽ đi ít còn nền dài nó sẽ đi dài thì đó là những quy luật về nguyên nhân và kết quả nên chị lưu ý những cái mã cổ phiếu nào có những cái nền tảng dài thì khả năng nó sẽ còn đi lên còn những cái mã cổ phiếu này chủ yếu là cho anh chị tư mình ấy là đánh về ngắn hạn chứ Bảo phiếu này đã qua những cái điểm mua về trung hạn tại vì anh chị thấy này nó có những trạng thái nó tăng từ những vùng nền của nó đã 50 đến 60 phần trăm rồi thì chỉ mang những tính chất đánh ngắn hạn thôi còn hiện tại có mua được hay không em đánh giá vẫn mua được tại vì phía dưới của nó cũng có một cái nền tảng đủ lớn vùng này tích lũy và xe quay này nó cạn kiệt với volume có những phiên gì no supply ba này no supply ba này thì khả năng ngày mai nó sẽ có những phiên test cung ba thì sau đó anh chị sẽ có điểm mua quanh những vùng giá 26.25 và mang những cái trạng thái đánh ngắn đối với con CKG tiếp tục là CRE CRE khi nó mở gáp nó quay lại nó lắp gáp và khi nó lắp gáp thì sao nó sẽ có những cái trạng thái nó điều chỉnh và nó phải cần cân bằng hơn thì chị mới tham gia được tại vì nhìn chung nó vẫn là một cái trend lai like giảm về ngắn hạn nếu muốn tham gia thì phải chờ đợi những yếu tố nó cân bằng đâu đó khoảng là khoảng 2 đến 3 tuần nữa thì lúc đó mình mới tham gia được còn bây giờ có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát chờ đợi những yếu tố cân bằng thêm tiếp tục là những mạo phiếu như D2D này em cũng nói rất là nhiều đúng không ạ D2D thì nó đang tạo ra mẫu hình gọi là vsa kênh trên này có những dòng tiền vào định giá của tổ chức này đúng không ạ? Đây liên tục 2, 2 đến 3 phiên của những dòng tiền vào định giá của tổ chức. Sau khi họ vào, họ định giá thì sao? À? Họ tiếp tục họ có những cái trạng thái họ đè giá này. Họ kê ở bên trên gọi là những cái biên để họ có thể là đè giá xuống để không cho giá nó vượt khỏi những vùng này. Ở bên dưới họ cũng kê những cái lệnh như thế để không cho những cái lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư hoảng loạn và bán ra khỏi những cái vùng gọi là gom hàng của họ đến chị thái này nó đi ngang trong một cái biên độ rất là lâu đúng không ạ chín tháng như thế này thì chủ yếu là người điều khiển mã phiếu này chủ yếu là những cái tổ chức lớn và khi tổ chức lớn họ đã có những trạng thái họ gom hàng rau như thế này rồi và nó xuất hiện những phiên gọi là tnt chứng tỏ mã phiếu này nó đã cạn kiệt về nguồn cung và trong bản chất về cung cầu của thị trường ấy cái gì biết rằng ấy cung nó cạn thì sao cầu nó vào và khi cầu vào nó lớn hơn cung thì bắt đầu giá nó sẽ tăng đúng không ạ thì chủ yếu những vùng này này là những cái vùng tổ chức họ đã thu hết được những cái lượng hàng do nhà đầu tư chán nản và bán ra các anh chị nắm giữ 9 tháng một mã cổ phiếu đi mà anh chị thấy mã cổ phiếu này nó không tăng mà anh chị nhìn qua những mã cổ phiếu khác nó tăng rất mạnh thì chủ yếu là anh chị bán ra anh chị mua vào chủ yếu là anh chị bán ra và bán ra anh chị mới thấy này nó cạn cung đúng không ạ à? chứ anh chị nhà đầu tư ấy, mà các anh chị mua vào sao thì lúc nào vô lâm của nó rất dễ dàng nó nổ vô lâm đúng không ạ à? đây cái anh chị thấy này đạt đỉnh sao cái thể hiện những nhà đầu tư hưng phấn sao nó sẽ có những cái trạng thái đảo chiều này nhà đầu tư hưng phấn là những cái lúc mà nó rất dễ dàng đảo chiều xu hướng đến chị thái này volume lớn luôn luôn là những yếu tố xấu nhưng mà volume thấp thì sao luôn luôn là những yếu tố rất là đẹp đúng không ạ nên chị thấy này ở vùng này nó cân bằng đâu khoảng là được 4 phiên rồi thì khả năng ấy những cái phiên hôm sau nó sẽ có những cái trạng thái cân bằng thêm một vài phiên để hấp thụ những cái lượng cung vùng đỉnh này, này. thì sẽ có một phiên break out và ở phiếu này đen là những cái điểm mua về trung hạn cho chiều tư để mình tham gia khi có những cái nền tảng tích lũy đủ lớn nên lưu ý đối với D2D dig thì sao dig nó cũng đã bật tăng rồi nhưng bây giờ nó gặp lại những vùng đỉnh trước của nó thì khả năng nó sẽ cần cân bằng thêm các anh chị có thì anh chị cứ nắm giữ và quan sát thêm chứ hiện tại điểm mua thì chưa còn tại vì anh chị biết ấy mua là mình chỉ mua tại nền thôi chứ anh chị mua ở những cái vùng gọi là gọi là chạy nước rút hay là những vùng gặp kháng cự trước thì nó sẽ rất là rủi ro tại vì anh chị biết rằng ấy một cái mã cổ phiếu nó gặp lại đỉnh trước của nó thứ nhất nó sẽ có những trạng thái là điều chỉnh thứ hai thì nó phải cân bằng thì nó mới đi lên được em ví dụ đi khi nó gặp lại đỉnh này thì sao ạ à? đây tăng lên gặp đỉnh trước thì sao nó điều chỉnh hoặc là tăng lên gặp đỉnh trước nó điều chỉnh đúng không ạ à? khi mà có những trạng thái này nó nó tăng lên nhưng mà nó vào cuối những vùng tích lũy sau nó phải cân bằng trở lại thì sau đó nó sẽ bằng tăng nó vào pha chạy mới thì mã phiếu này nó phải cần cân bằng trở lại nó mới vào pha chạy mới được nên chị lưu ý dg này có thì cứ tiếp tục nắm giữ được này còn điểm mua mới thì chưa tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như con con dxg đi drh trước đi drh thì sao ạ à? DRH thì bây giờ nó cũng đã qua điểm mua rồi, thì những cái điểm mua hôm trước mình cũng nói rất nhiều về tư rồi. Những cái điểm mua đánh về trung hạn là điểm này đúng không ạ? Đây là những cái điểm mua gì ạ? Mẫu hình cờ đuôi nheo này đúng không ạ? Sau đó bắt đầu hình thành một cái mẫu hình lớn là mẫu hình cốc tay cầm, đánh vào qua thì sao nó sẽ chạy liên tục đúng không ạ? Và bây giờ nó gặp lại những vùng đỉnh trước của nó, thì anh chị thấy rõ ràng rằng nó đang có những trạng thái nó sẽ tích lũy và xa quay trở lại. Tại vì sao ạ? À? Tại vì vùng này anh chị thấy này, động lực tăng của nó không còn. Tại vì sao? Tại vì ở đây bond của nó thấp nếu mà nó muốn tăng nữa thì vol nó phải đánh lên liên tục nhưng vùng này anh chị thấy này vol thấp chứng tỏ ở đây nó có những cái trạng thái về hệ quả của nó là cái việc mà giá tăng nhưng vol không tăng thì khả năng sắp tới nó sẽ có những cái trạng thái tích lũy và sai quay trở lại nó là cái phiên no điểm 3 no điểm 3 là nó sẽ báo hiệu những cái sự chững lại của đà tăng đến nó phải cần cân bằng và sai quay thêm đối với mã phiếu này các anh chị đầu tư nào mà mua được điểm này các anh chị nắm đi có thể là các anh chị lại hai phần trăm khi mà nó có những cái trạng thái về những vùng gọi là nội tại của nó anh chị thấy những cái lúc trước ấy, có những cái trạng thái giá của nó ở những vùng giá gọi là 67 68 mà bây giờ nó bán, có những cái vùng giá gọi là 21 nhưng mà bây giờ nó đang vào pha tăng rồi, thì anh chị phải nắm giữ được những cái mã phiếu này. Khi anh chị mua đúng thì anh chị phải nắm giữ được. Còn bây giờ anh chị có thì anh chị cứ tiếp tục quan sát thêm thôi, còn điểm mua thì chưa còn. DSG thì sao ạ? À? DSG thì nó cũng đã bắt đầu bứt phá khỏi những cái trên like giảm điểm về trung hạn của nó đúng không ạ? Bắt đầu có những dòng tiền vào đánh lên nhưng dòng tiền này nó không mạnh mẽ và không quyết liệt. Thì anh chị có thì cứ nắm giữ thôi. Mã phiếu này nó cũng đã tìm cần đến những vùng kháng cự phía trước thì nó phải cần tích lũy thêm hoặc là nó sẽ có những cái trạng thái điều chỉnh đâu khoảng là quanh về vùng giá 21 và 22 và nó có những cái yếu tố cân bằng trở lại được đâu khoảng là một đến hai tuần thì lúc đó anh chị sẽ tham gia còn bây giờ cứ quan sát viết thì nó tương tự như mã cổ phiếu như Ba thôi thì mã phiếu này nó cũng tương đối bột cung các chị thấy này, đánh lên hình chữ V và giảm cũng hình chữ V nên hầu hết những mã phiếu này em sẽ không tham gia em sẽ đứng ngoài tại vì phân tích cung cầu của nó sẽ không được tại vì chủ yếu là do những cái ý chí của tổ chức thôi họ muốn đánh lên thì sao thì họ đổi tiền vào đánh lên nhưng mà họ muốn có những cái trạng thái gọi là đề giá xuống thì sao họ sẽ bán ra liên tục như thế này thì ở đây nó sẽ không phân tích được cung cầu nên anh chị hạn chế tham gia đối với những mã phiếu này FLC thì bây giờ có những trạng thái thanh khoản được tốt hơn này nó không còn bao cung như giai đoạn phía trước nữa anh chị thấy ở đây nó cũng là một cái trạng thái tích lũy và xoay quay này và khi nó có những trạng thái test xong những cái gọi là đáy của nó thành công này test mẫu hình ba đáy này có những dòng tiền vào đánh lên và bây giờ nó gặp lại những vùng kháng cự phía trước của nó thì nó phải cần tích lũy và xoay quay trở lại nên vùng này các anh chị có thì nắm giữ thêm điểm mua thì không còn còn giờ anh chị có thể tham gia được hay không thì anh chị nhìn và một mã cổ phiếu thì anh chị phải nhìn vào trên like của nó đầu tiên trên like của nó phải là trên line tăng hay không thứ nhất nó là trên line tăng thì mình phải tập trung mình chọn lựa những cái điểm mua tốt để mình tham gia thì anh chị thấy rõ ràng rằng đây là những cái trạng thái có những cái điểm mua tốt nó đang trong những cái lai tăng này nó tích lũy và sai quay quanh những cái vùng gọi là đỉnh trước của nó và anh chị thấy rõ ràng rằng xuất hiện những phiên gì ạ à? những cái phiên gọi là no supply bar này đóng cửa thấp nhất viên và hôm nay là phiên tết cung ba và khả năng khi nó xuất hiện xong hai cái cặp thanh ba này thì ngày mai nó sẽ là một cái phiên bờ ba và khi nó đánh vượt đỉnh thì nó quay lại retest đỉnh mà nó càng cung như thế này là tốt anh chị anh chị thấy này khi nó có những cái trạng thái này nó đánh vượt đỉnh trước của nó thì sao ạ à? nó sẽ quay về retest đỉnh của nó đúng không ạ sau khi quay lại retest đỉnh xong thì nó sẽ cân bằng quanh những cái vùng đỉnh trước của nó này đây tiếp tục là cái đỉnh đỉnh trước của nó thì nó sẽ cân bằng quanh vùng này cái gì thấy này cạn kiệt về volume nó luôn luôn có những trạng thái cạn kiệt về volume sau đó xuất hiện phiên gì ạ à? no supply ba này đóng cửa thấp nhất phiên này volume thấp này sau đó xuất hiện thêm một phiên no supply và sau đó là xuất hiện một phiên test cung thì nó sẽ có một phiên breakout đúng không ạ bởi vậy vì sao em khuyến nghị triệu tư mua tại nền tại vì chúng ta đọc được cung cầu của một mã cổ phiếu chúng ta mua ở đây nó sẽ có những cái lợi thế tốt hơn so với những người mà mua đuổi cổ phiếu đúng không ạ và hầu hết em không mua đuổi cổ phiếu chủ yếu là em mua tại nền sau khi nó bùng nổ lên thì em sẽ có những vị thế tốt và em sẽ có những cái trạng thái tốt hơn người khác với những cái vị thế mua ở nền thôi còn nhà đầu tư nào mua mua những phiên breakout thì sẽ không có những cái vị thế tốt bằng những người mua ở dưới vùng nền như thế này đúng không ạ và ở đây các anh chị lưu ý mã phiếu này nó đã có những phiên test cung đầy đủ nên chị lưu ý có thể tham gia quanh vùng giá 37.5. Các anh chị đừng sợ một cái mã cổ phiếu giá nó đã quá cao và sợ giá nó sẽ không tăng nữa mà nó đảo chiều. Các anh chị thấy những cái mã phiếu như DHC này nó tăng mạnh hay không? Nó tăng rất là mạnh. MWG này giá đã cao chưa? Giá hiện tại đã 133.9 rồi này. Hay là DGC này. Giá nó cao hay không? Rất là cao. Hay HDC này giá cao hay không? lên 93.4 rồi. Nhưng mà sao ạ? Khi mà nó hình thành xong mẫu hình thì sao nó vẫn tiếp tục nó tăng. Nên các anh chị đừng có sợ độ cao của một mã cổ phiếu mà anh chị bắt đầu các anh chị không dám mua vào thì nó sẽ rất là gọi là bỏ lỡ cơ hội đến chị đầu tư. Còn anh chị nhà đầu tư có những cái trạng thái là anh chị mua những cái phiếu giá thấp như Vinamilk này, các anh chị nắm giữ xem từ những cái tháng 5 cho đến bây giờ là tháng 10 các anh chị nắm 5 tháng xem có lãi hay không. Anh chị nắm những cái mã phiếu như BVH này. Các anh chị nắm đến bây giờ các anh chị có lãi hay không đúng không ạ? Các anh chị nắm giữ đâu khoảng là từ tháng uh, hai cho đến tháng 10 nó đâu bao bao gồm nó khoảng là 8 tháng và trong 8 tháng đó anh chị nắm giữ thì nó sẽ không có lãi nhiều nên chị lưu ý khi anh chị mua các anh chị phải chọn đúng những cái mã cổ phiếu và đúng những cái vùng nền mà nó có tích lũy và sideways đủ nhiều để mình có thể tham gia cũng như nó vào một cái lay tăng để mình tham gia chứ mình không nên tham gia những mã cổ phiếu mà đang ở những kênh dưới xu hướng nên chị quan sát đối với GVR được này tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như HAG này thực chất nó cũng là một trong những cái mã cổ phiếu đang tích lũy và sai quay thôi và khi tích lũy và sai quay cũng như là kênh xuống xuống như thế này em đứng ngoài em không tham gia em chờ đợi những yếu tố dòng tiền vào đánh lên thì lúc đó mình sẽ vào tham gia sau còn bây giờ cứ quan sát HDC thì chủ yếu những giai đoạn này này thì các anh chị nhà đầu tư có thì anh chị cứ canh bán chứ không phải là những cái lúc để anh chị canh mua nữa tại vì ấy, các anh chị biết rằng ấy một mã cổ phiếu trước khi kết thúc một cái chu kỳ tăng của nó đều có những giai đoạn gọi là chạy nước rút em ví dụ như DGC này trước khi nó điều chỉnh sao nó phải có giai đoạn chạy nước rút như thế này này đúng mà hay là một cái mã cổ phiếu như VGI này nó có những cái trạng thái gì à? đây chạy nước rút đúng mà đây khi nó có những trạng thái này nó chạy nước rút thì sao nó sẽ điều chỉnh thì bây giờ em cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị đầu tư những cái điểm bán luôn thứ nhất ấy, khi anh chị đầu tư muốn bán cổ phiếu thì các anh chị bán những điểm nào thứ nhất là những phiên gọi là chạy nước rút của nó sau khi nó chạy nước rút xong thì sao nó sẽ đảo chiều xu hướng như thế này là những cái lúc nhà đầu tư cá nhân hưng phấn nhất thì anh chị sẽ bán hay là những cái mã phiếu như VIC này anh chị thấy này khi nó chạy nước rút thì sao à? thì đây là những cái điểm bán hoàn hảo đúng không ạ à? hay là những cái mã cổ phiếu như con CTD này những cái điểm các anh chị bán là những điểm nào à? đây đây là những cái phiên gọi là chạy nước rút để mình canh bán ra chứ không phải là những lúc mình canh mua đúng ạ à? tiếp theo cái điểm bán thứ hai ấy, là các anh chị sẽ bán ở những cái điểm sách ao nền như là con BR trong giai đoạn phía trước sách ao nền là gì là một cái phiên tăng giá không thành công nó là một cái phiên thanh ba giảm và cũng như ấy, nó sẽ có những cái trạng thái gọi là vol tăng nhưng giá không tăng thì ở đây anh chị thấy rõ ràng rằng này vol tăng nhưng giá không tăng này một cái phiên gọi là sách ao ba này cũng như gọi là sách ao nền hay phiên này hai phiên liên tục nó tạo ra những cái volume lớn nhưng mà giá không tăng thì sao nó sẽ bắt đầu nó đảo chiều đúng ạ? anh chị thấy là con VIP này đúng mà nó có những cái trạng thái như thế nào ạ nó xuất hiện những phiên gì ạ sách ao nền này đây một cái phiên này vol tăng giá không tăng này ở đây cũng vậy này vol tăng giá không tăng thì sao nó bắt đầu nó đảo chiều thì mình sẽ bán ở những phiên này đó là những cái điểm bán thứ hai và những cái điểm bán thứ ba là ở điểm nào cái điểm bán thứ ba là mình sẽ bán ở những phiên up ba em ví dụ như con Vinamilk đi thì mình sẽ bán ở phiên nào khi các anh chị đầu tư nào mà đầu tư về trung hạn và dài hạn thì anh chị mua ở vùng ví dụ như mua ở vùng này thì anh chị sẽ canh bán ở vùng nào tại vì anh chị thấy là nó chạy nước rút các anh chị chưa bán thì sao các anh chị sẽ bán ở những phiên uptrend ba là một cái phiên giảm điểm mạnh với những cái biên độ lớn và cái khối lượng gia tăng là phiên uptrend ba thì mình bắt đầu mình thấy những phiên này xuất hiện thì có những cái nhịp phục hồi tự động để mình có thể là canh bán ra hay là những cái mã cổ phiếu như con VGI này hay GTN trong giai đoạn phía trước đi các anh chị sẽ bán ở những phiên nào đây là những phiên các anh chị nên bán này xuất hiện những phiên gì ạ là những cái phiên gọi là up thích ba này đúng không ạ giảm điểm mạnh với volume lớn thì sau đó nó sẽ có những trạng thái nó đảo chiều xu hướng hay các anh chị thấy những cái phiên up thích ba là một cái phiên giảm điểm rất là mạnh như là cái con uh, SSI giai đoạn phía trước đi các anh chị thấy này khiến chị muốn bán một mã phiếu thì nó có những dấu hiệu gì để anh chị bán à đây một cái phiên giảm điểm mạnh này với volume lớn đây là phiên up thích ba và sau khi xuất hiện up thích ba nó sẽ có những nhịp phục hồi tự động để anh chị có thể canh bán ra đúng không ạ nên chị lưu ý những cái phiên up thích ba là những cái điểm bán thứ ba nên hầu hết những cái lúc mà em bán ra em đều canh những cái điểm đó để em bán và anh chị cũng thể thấy này khi nó xuất hiện sách eo là sao ạ à? đây vol tăng giá không tăng thì sao nó điều chỉnh này vol tăng này giá không tăng thì sao nó điều chỉnh này nên những cái điểm này là những cái điểm cách chị bán này không phải là những cái điểm đến chị mua nên em cũng giới thiệu trên triệu tư và những cái cách bán của cổ phiếu thì bán ở những cái nguyên tắc đó là những cái điểm bán phù hợp nhất đối với một cổ phiếu rồi tiếp theo là những cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản như là con HDC thì chủ yếu là anh chị thấy chạy nước rút thì anh chị canh bán chứ không phải là để canh mua nữa tại vì những vùng nền của nó là ở những vùng nền thứ thứ nhất của nó anh chị thấy là nó đã tăng bao nhiêu phần trăm rồi ạ à? nó tăng đâu khoảng là gần 186 phần trăm thì anh chị đánh giá xem nó còn đủ động lực để tăng nữa hay không đúng mà không nên chị lưu ý chạy nước rút là để canh bán không phải không phải là để canh mua nên quan sát HDC để có thể canh chốt lại dần HDG thì hôm qua em nói rồi thì vùng này anh chị thấy này nó tích lũy và xoay quay nhưng vol của nó thấp như thế này thì nó vẫn tiếp tục cái chu kỳ tăng giá của nó thôi nên có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và target của mã phiếu này khả năng sẽ lên 70 tại vì vùng nền của nó nó vận động cũng tương đối tốt này động lực tăng cũng có thì khả năng vùng này nó sẽ tích lũy và xoay quay thêm vài phiên thì nó sẽ tăng còn điểm mua thì không còn nên chị quan sát thêm đối với HDG HQC thì nó là mã cổ phiếu kênh dưới thì chỉ có thì cứ nắm giữ và quan sát thêm điểm mua thì không có tiếp theo những mã phiếu idj này tham gia được hay không idj thì thực chất mã phiếu này vẫn tham gia được đúng ạ tại vì các anh chị đầu tư thấy nó cân bằng và tích lũy và xoay quay nhưng ở đây anh chị thấy này nó luôn luôn có những trạng thái cạn kiệt volume và khi nó cạn kiệt volume như thế này này tổ chức họ sẽ không bán ra được nếu mà tổ chức họ bán ra thì volume nó phải lớn nó phải xuất hiện up top ba cũng như ấy, là mã phiếu này tổ chức họ chưa ra được hàng thì khả năng họ sẽ còn một kéo một cái nhịp nữa nên chị lưu ý có thì cứ nắm giữ hoặc đây cũng là những cái điểm mua để anh chị đánh về ngắn hạn còn EJC thì sao? EJC thì những cái điểm mua của nó là những cái điểm mua ở dưới đây này ở những cái phiên hôm trước ấy, em cũng hướng dẫn chiều tư mua rất nhiều cũng như là những cái rung khách hàng của em ấy mua ở những cái điểm mua rất là tốt đối với EJC đây em mua EJC rất là nhiều lần đây anh chị thấy này EJC canh về những cái vùng giá gọi là 29 30 để có thể là gia tăng lần cuối và nắm giữ hàng thì anh chị thấy rõ ràng rằng này EJC quanh những vùng giá 29 và 30 là những vùng này để mình có thể canh gia tăng để nắm giữ hàng và anh chị thấy gia tăng xong sao nó sẽ break out tại vì nó vào một cái phân mẫu hình đó là mẫu hình VCB thu hẹp thì cái mẫu hình này được đề cập trong một cái quyển sách gọi là uh, phù thủy chứng khoán của ông Mark khi mà có những cái trạng thái này nó tạo ra những cái mẫu hình này thu hẹp biên độ dần về những cái vùng cuối tam giác thì sau đó nó xuất hiện một phiên breakout thì cái phiên này là một cái phiên xác nhận xu hướng mới và anh chị thấy này như cái mẫu hình của Vinny thôi đây mẫu hình VCB này xuất hiện một phiên breakout sau nó sẽ tiếp tục cái đà tăng thì bây giờ cũng ECC này nó có tiếp tục đà tăng hay không nó vẫn tiếp tục đà tăng nhưng điểm mua của nó đã qua nên chỉ có thì cứ nắm giữ thôi và mục tiêu tiếp theo của nó là những vùng đỉnh trước của nó đây, những vùng 32 và 33 nên lưu ý đối với EGC trong giai đoạn tới. Nếu tích lũy lại được thì mình tham gia, còn không được thì mình tham gia một mã khác. Tiếp tục làm ở phiếu ETA này. Cân bằng được này, tích lũy và sideways này. Và nó gặp lại kháng cự phía trước thì chị lưu ý có thì cứ nắm giữ thêm thôi. Còn chị nhà đầu tư nào muốn mua thì ở đây vẫn tham gia được, tại vì ở đây anh chị thấy rõ ràng rằng nó tích lũy và nó cạn cung. Nó cũng xuất hiện những phiên gì ạ? À? No supply 3 này, Tết cung thì khả năng ngày mai sẽ là phiên breakout. Vùng này có thể tham gia thăm dò được, quanh vùng giá 7.7. Còn KBC thì sao? KBC nó vẫn tiếp tục cái đà tăng của nó thôi tại vì nó có những trạng thái này nó tạo nên rất vững chắc nhưng ở đây anh chị thấy rõ ràng rằng nó cạn cung đúng không ạ? Thì nó cạn cung ở đây thì không có ai bán ra, nếu nhà đầu tư nào mà muốn bán ra có những trạng thái bán không bán tháo thì sao? Nó sẽ đảo chiều rất là nhanh, nó xuất hiện một phiên giảm điểm mạnh với volume lớn đúng không ạ? Nhưng vùng này anh chị thấy rõ ràng rằng nó cân bằng được như này thì nó rất là tốt đúng không ạ? Thì mình cứ tiếp tục nắm giữ đối với mã cổ phiếu KBC này thôi. Tại vì vùng này nó tích lũy tương nói lâu, các anh chị có thể đánh về mục tiêu trung hạn đối với mã phiếu này. Các anh chị muốn mua thì vẫn có thể mua được quanh vùng giá 46.1 lưu ý đối với KBC vẫn tham gia được tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như con KDH đi KDH thì sao ạ à? KDH thì mẫu hình của nó là một cái mẫu hình gọi là gãy nền rũ thì mẫu hình này là một trong những mẫu hình rất là kinh điển thì anh chị cũng thể thấy rằng ấy khi nó có những trạng thái rũ bỏ thành công nhưng mà nó cạn cung xảy ra thì sao ạ à? thì đây là những yếu tố rũ bỏ không phải là những yếu tố ra hàng của tổ chức nếu tổ chức họ muốn ra hàng sao à? thì vo nó sẽ ra sẽ lớn và nó có sẽ có những cái chiều hướng nó sẽ tăng dần theo thời gian anh chị nhìn qua Vinamil đi anh chị thấy này khi nó có những cái trạng thái này không phải rũ hàng sao xuất hiện một phiên up tới ba thì tiếp tục là những cái đà giảm liên tục các anh chị thấy là vol tăng đúng mà còn mã phiếu KDH này này nó là rũ hàng hay nó là những cái trạng thái gọi là bán thanh lý của tổ chức thì chủ yếu là nó mang những trạng thái rũ hàng này nó mới tiếp tục nó đi lên và khi nó cân bằng nó đi lên chị thấy rõ ràng rằng này mô hình của nó luôn luôn có cạn kiệt dần đúng không ạ và khi nó cạn kiệt dần sao thì khả năng nó sẽ tiếp tục đẩy giá và mẫu hình của nó là một cái mẫu hình của con dbm trong giai đoạn phía trước anh chị thấy rõ ràng rằng này có những trạng thái này nó tạo ra một cái nền tảng đánh lên quay về rủ về đúng những vùng nền của nó hay sao và nó bắt đầu cân bằng được thì sao nó bước vào những pha chạy rất là mạnh thì con kdh này hiện tại em đánh giá nó vẫn còn dư địa tăng nên chị lưu ý mà cổ phiếu này quanh vùng giá 43.55 vẫn có thể tham gia tại vì nó có những trạng thái này tích lũy càng cung rất là tốt lưu ý đối với kdh được tiếp tục là những cái mà cổ phiếu như nam long này nam từ liêm thì mẫu hình của nó là một cái mẫu hình gọi là nền tảng trong nền tảng thì mẫu hình này là một trong những mẫu hình rất thành công, y như là con EDJ này, mẫu hình gì à, nền tảng trong nền tảng này. Mẫu hình của con DGC này, mẫu hình gì à, nền tảng trong nền tảng này hay là mẫu hình của con MWG này. Các anh chị thấy này, mẫu hình gì à, nền tảng trong nền tảng sao, nó tăng mạnh hay không, nó tăng rất mạnh. Thì Nam Long là một trong những mã cổ phiếu em đang đang lưu ý trong giai đoạn sắp tới. Thì mã phiếu này anh chị thấy này, nó có những trạng thái retest lại vùng đáy chưa, retest rồi này, cạn cung chưa, đây là phiên cạn cung chứ gì nữa anh chị. Các anh chị thấy này nó giảm như thế này này mà không còn ai bán ra nữa thì chứng tỏ vùng này là những vùng gì ạ? Là vùng đáy của nó. Đúng không ạ? Nếu vùng này này nhà đầu tư tổ chức mà họ muốn bán ra thì sao? Thì giá của nó nó phải giảm với volume lớn chủ yếu là họ muốn đè giá thì họ phải muốn bán họ bán không bán tháo ra luôn họ bán thanh lý luôn chứ ở việc này việc gì mà họ phải giữ giá lại cho những cái mã phiếu này nó cân bằng trở lại được đúng không ạ thì chủ yếu vùng này là những vùng tổ chức họ đang thu mua mẫu hình nền tảng trong nền tảng cũng ít đu bám như thế này các anh chị có thì cứ nắm giữ thêm thôi mà giai đoạn gần đây này ở những cái vùng đỉnh trước của nó nó gặp là những vùng đường cung tương đối lớn thì vùng này em đánh giá nó sẽ cân bằng thêm một vài phiên nữa quanh vùng này anh chị sẽ có những cái điểm mua chuẩn đối với nam long nên lưu ý đối với nam long trong giai đoạn sắp tới ntl NTL thì hôm nay cũng có những trạng thái bật tăng rồi thì nó đang báo hiệu những cái sóng dòng của bất động sản thôi thì hầu hết các anh chị có thì cứ nắm giữ đối với mã phiếu này thôi tại vì anh chị thấy này giống như dòng ngân hàng trong giai đoạn phía trước ấy nó tạo ra những cái trạng thái sóng dòng như thế nào trước khi mà nó muốn tăng đâu khoảng là 70 80 phần trăm thì anh chị thấy này rõ ràng nó có một cái sóng dòng có những cái trạng thái này tích lũy và xe quay đúng không ạ à? hay là những mã phiếu như ACB giai đoạn phía trước này nó có giai đoạn tích lũy và xe quay sau đó chạy rất mạnh Hy dòng bất động sản hiện tại nó đang tích lũy nền số 2 của nó thôi nên đánh giá còn giữ địa nên những mã phiếu này qua điểm mua thì chỉ có thì cứ nắm giữ thôi cũng như mã phiếu này khả năng sẽ quay lại retest vùng này này định trước của nó sau đó mới bật tăng được nên lưu ý quan sát thêm đối với NTL tại vì anh chị thấy hầu hết những mã cổ phiếu nó đánh vượt đỉnh đều quay lại retest đỉnh của nó cả nên chờ đợi những điểm mua tiếp theo thôi còn bây giờ nắm giữ được còn Novaland này thì nó tương đối bao cung nên chỉ có thì cứ nắm giữ thôi mã phiếu này cũng không phân tích được tại vì nó không có những cái trạng thái cung cầu rõ ràng để mình tham gia các anh chị thấy này biên độ đi xe quay như thế này thì chủ yếu tổ chức họ kê những cái biên lệnh ở phía trên và phía dưới tạo ra những giai đoạn chán nản cho nhà đầu tư thôi đúng không ạ thì khi nào tổ chức còn muốn đánh lên thì lúc đó mình sẽ vào chứ bây giờ anh chị vào sớm thì anh chị phải đợi rất là lâu và mất những chi phí cơ hội cho anh chị anh chị thấy này có những mã cổ phiếu nó lấy đâu khoảng là 3 đến 4 năm đúng không ạ thì anh chị đợi chờ của nó thì nó có những cái trạng thái rất là lâu khi dòng tiền lớn vào kết hoạt đánh lên sao thì lúc đó mình vào mình đánh còn bây giờ mình cứ chờ đợi tổ chức họ đánh lên thì mình bắt đầu mình vào theo đúng không ạ tiếp theo là con OGC OGC thì nó đang là một cái trên lai giảm và trong trên lai giảm này thì chúng ta sẽ không tham gia có thì chúng ta cứ nắm giữ và quan sát thêm BDR thì mã phiếu này cũng tương đối là bó cung có thì chỉ nắm giữ thêm thôi ở giai đoạn này này nó có những trạng thái này nó cân bằng cũng được nó đánh lên vùng đỉnh trước của nó khả năng sẽ cân bằng và tích lũy lại thêm nên quan sát thêm đối với BDR REE e này có những trạng thái tạo ra mẫu hình vai đầu vai ngược sau đó dòng tiền lớn vào đánh lên và dòng tiền lớn này vào đánh lên rồi anh chị có thì cứ nắm giữ thôi có những trạng thái đánh vượt đỉnh quay lại retech đỉnh là việc hết sức bình thường sau đó bật tăng liên tục nên chị lưu ý quan sát đối với mã phiếu này trong giai đoạn sắp tới còn điểm mua thì nó đã qua rồi tại vì thực chất ấy các chị thấy này những cái điểm cân bằng dưới đây anh chị không mua mà lên đây các chị mua nó sẽ có những vị thế không tốt bằng những người mua dưới đây đúng mà nên chị phải chờ đợi những tốt cân bằng thêm ở nền số 2. hoặc là những cái nền tiếp theo của nó các chị mới tham gia được còn bây giờ chờ đợi đối với ree thôi scr hôm nay nó cũng đã tăng mẫu hình vai đầu vai ngược hình thành đánh vượt đỉnh quay lại retest đỉnh trước sau đó cân bằng và đánh lên một cái phiên test cung thì khả năng vùng này nó gặp lại đỉnh trước của nó thì khả năng nó sẽ có những trạng thái cân bằng thêm một vài phiên thì mới có thể là bước đỉnh được nên lưu ý quan sát và nắm giữ thêm đối với SCR SJC thì những phiên trước em cũng nói rất là nhiều về những cái mạo cổ phiếu này rồi đúng không à? ạ thì SJC này anh chị cũng thể thấy rõ ràng rằng nó đã bước vào một cái trend tăng và khi nó có những trạng thái vượt đỉnh thì nó tăng rất là mạnh Đến chị thấy rõ ràng rằng những cái mã cổ phiếu kinh trên đều là những cái mã cổ phiếu rất là mạnh hơn so với những cái mã cổ phiếu kinh dưới đúng không ạ. À. Em ví dụ như những cái mã phiếu nó đánh vượt đỉnh đi, các anh chị nắm giữ từ những cái tháng gọi là tháng 8 đi đến bây giờ đối với anh chị lãi bao nhiêu ạ? À? Đây các anh chị lãi đâu khoảng là từ 34% đúng không ạ? À? Còn anh chị nắm giữ những cái mã phiếu kinh dưới đi như BVH đây các anh chị nắm giữ từ những cái vùng gọi là tháng 8 đi, tháng 7 này, tháng 8 là ở vùng này. Các anh chị thấy rõ ràng rằng các chị lãi được bao nhiêu phần trăm? 12 13% thôi, đúng không ạ? À? hay là những cái mã cổ phiếu cùng ngành của nó như là NDN đi nó chưa đánh bức định của nó mà các anh chị tham gia từ những vùng gọi là tháng 8 đi bây giờ anh chị lãi bao nhiêu đây rõ ràng rằng mã cổ phiếu kinh trên luôn luôn là những mã phiếu mạnh hơn đúng không ạ à? nên SC này anh chị có thì cứ nắm giữ thôi còn điểm mua nó đã qua rồi nên chị chờ đợi thêm những điểm mua mới khi nó cân bằng trở lại VHM thì nó là một trong những cái mã cổ phiếu đầu ngành của dòng bất động sản nhưng giai đoạn này nó vẫn đành hành tương đối là tốt ở vùng này có phải là những cái vùng gọi là đau của con VHM hay không nếu anh chị nhìn kỹ lại thì nó chỉ là những cái nhịp quay lại retest đỉnh trước của nó thôi chứ không phải là những cái nhịp đau trên. Các chị thấy này, những cái giai đoạn nó quay lại nó retest là những vùng đỉnh trước của nó nhưng ở đây anh chị thấy là nó cạn cung. Đúng mà, nếu vùng này này tổ chức họ muốn mất không bán tháo thì sao thì nó đã giảm lâu rồi chứ không phải là nó giữ giá như thế này đâu đúng ạ Và bây giờ anh chị thấy nó cân bằng và tích lũy và sẽ quay lại được này, nó quay lại retest đáy của nó được này. Nó cân bằng lại được này. Và khi mã phiếu đầu ngành của nó mà nó cân bằng được như thế này thì nó là một cái dấu hiệu tốt đối với dòng bất động sản. Và mã phiếu này khi nó vào sóng thì nó sẽ kéo theo những cái mã cổ phiếu khác nó vào sóng theo và giai đoạn này anh chị thấy này nó vẫn tương đối là tốt đối với mã phiếu này khi nào đầu tư nào mà đánh vào tiền lớn đâu khoảng là 30 tỷ 40 tỷ muốn thanh khoản lớn thì các anh chị có thể là đánh đối với mã phiếu VHM này cũng như mã phiếu này nó cân bằng được thì các anh chị có thể là quan sát và nắm giữ thêm nên lưu ý đối với VHM và anh chị nhìn vào những cái định giá về cơ bản của nó thì chỉ số PE của VHM này cũng tương đối rẻ so với ngành VIC thì cũng đã có những dòng tiền định giá vào đánh rồi nên vùng này em đánh giá nó sẽ tích lũy và xoay quay như con vinamil trong giai đoạn phía trước thôi chứ nếu muốn tăng thì nó cũng rất là khó Tại vì lên trên thì nó sẽ gặp lại những nguồn cung ở phía trên bán ra thôi. Nên chị lưu ý, nó sẽ tạo ra biên tích lũy và sẽ quay giống như con Vinamilk. Tại vì chị biết ấy, một cái dòng tiền vào thì đây là dòng tiền của ai vào, có phải nhà đầu tư cá nhân đổ tiền ra mua hay không? Trong một xuống giảm như này này, có bất kỳ nhà đầu tư nào mà dám bỏ tiền ra mua VIC không? Làm gì có, chủ yếu là dòng tiền của tổ chức họ vào họ định giá như là con Vinamilk này. Các chị thấy này, khi mà nó đang trên giảm như này này, ai là người dám bỏ tiền vào để mua đỡ giá cổ phiếu này lên để cho nó trở thành một cái biên đi ngang? hay là con VRE này anh chị thấy rõ ràng ràng ấy ai là người đổ tiền vào để cho mã phiếu này nó ngừng chỉnh để cho nó có thể xa quay trở lại được đúng mà nên chị thấy rõ ràng rằng nó là một cái dòng tiền lớn của tổ chức họ vào họ định giá thì khả năng vùng này chủ yếu là nó đi ngang thôi chứ nó muốn bước lên thì chưa được nó phải cần giai đoạn tích lũy lâu lắm nên chị phải chờ đợi thêm những cái điểm mua tiếp theo đối với mã phiếu này khi có những cái trạng thái nó cân bằng đâu khoảng là bao đến 4 tháng nữa mà thì mình tham gia còn bây giờ cứ chờ đợi thêm thôi VRE nó cũng chưa bất đỉnh được đâu tại vì nó là kênh dưới này nó lên trên gặp áp lực cung bán ra thì làm sao nó tăng được thì vùng này chủ yếu là nó sẽ tạo ra những điểm gọi là SC này AR này khả năng sẽ điều chỉnh để tạo ra những cái điểm ST pha B sau đó nó sẽ cân bằng tích lũy mới nó mới đi lên được nên lưu ý VRE quan sát thêm thì hầu như dòng bất động sản hôm nay em cũng sẽ đi sơ qua lượt cho những cái trạng thái của những cái dòng này rồi nên chị lưu ý đối với những mạng phí như SM này CO này những mạng phí như d 2 Nam Long KDH và rất nhiều những cái mã cổ phiếu như NRN thì các anh chị có thể lưu ý được trong những cái thời gian sắp tới rồi tiếp theo là những mà cổ phiếu dòng cảng biển đi cảng biển thì lâu lắm nó có những trạng thái tích lũy rồi đúng không ạ à? tích lũy trở lại được thì mình tham gia được hay không vẫn tham gia được đây những cái phiên hôm trước em khuyến nghị anh chịu tư mua ở vùng đáy như thế này anh chị không mua được thì bây giờ anh chị mua được hay không thì các anh chị có thể là canh giải ngân từ từ quanh những vùng này được tại vì nó vận động rất là tốt đây nó tích lũy và sao quay lại được mà đúng không ạ à? nó cân bằng này cũng như nó đang hấp thụ lượng cung ở vùng đỉnh trước này do đầu tư kẹp hàng bán ra này do những nhà đầu tư nào đang có lại bán ra thì nó cân bằng trở lại là rất là tốt vùng này nó sẽ cân bằng thêm một vài phiên anh chị sẽ có điểm mua còn hhh này nó mạnh hơn những mà cổ phiếu khác thì sao nó tăng trước này nó tích lũy vài phiên hấp thụ vùng cung ở ở vùng định trước của nó thì sao ạ? À? thì nó có những phiên đánh gần như là muốn bức, bức định của nó đúng không ạ à? thì vùng này khả năng nó sẽ cân bằng thêm những cái vài phiên nữa thì lúc đó anh chị sẽ có điểm mua mới còn bây giờ có thì cứ nắm giữ đối với con hhh thôi sài gòn bọt hay bvt tham gia được hay không BVT thì phiên hôm qua em nói rồi Tại vì nó có những trạng thái này xuất hiện những phiên sách A3 Thì khả năng nó sẽ quay về nó rủ test lại những đường MA20 của nó Hoặc là nó sẽ quay về nó retest lại những vùng ở dưới đây Thì lúc đó nó sẽ bật tăng, sẽ mạnh hơn Còn bây giờ chỉ có thì cứ nắm giữ thôi Và vùng này em đánh giá vẫn có thể mua thăm dò được Tại vì nó tích lũy và xoay quay như thế này cũng rất là tốt Hôm nay giảm với con thấp như thế này Chủ yếu là mang những trạng thái rủ bỏ Nên chỉ lưu ý đối với BBT vẫn được Có thể tham gia mã phiếu này còn dòng chứng khoán thì tham gia được hay chưa? thì thực chất dòng chứng khoán nó chưa vào trên thì làm sao chúng ta tham gia được đúng không ạ nó đang ở những trạng thái này điều chỉnh trong ngắn hạn của nó đây các anh chị nói đỉnh của nó lại với nhau đi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì thực chất nó đang trong những cái xu hướng gọi là điều chỉnh trong ngắn hạn nếu muốn tham gia thì phải chờ đợi yếu tố nó cân bằng qua những vùng này này đây có những trạng thái cân bằng đó khoảng là hai ba tuần thì mình sẽ tham gia còn bây giờ có thì cứ nắm giữ đối với dòng chứng khoán và chờ đợi những cái điểm mua tiếp theo tại vì vùng này nó cũng đã cạn cung rồi nói nó vào đâu trên thì không phải chủ yếu nó đang tích lũy để chờ đợi một chu kỳ mới thôi trước khi mà dòng cổ phiếu này nó tăng ấy, thì dòng bất động sản nó tăng trước sau khi dòng bất động sản nó hết sóng nó mới chuyển qua dòng chứng khoán và dòng ngân hàng nên anh chị phải đánh theo từng dòng và từng giai đoạn chứ không phải là anh chị thấy mà phiếu này nó đang rẻ quá anh chị mua vào và khi anh chị mua vào anh chị có lãi hay không đúng à? nên anh chị phải quan sát những cái dòng tiền của nó nó đang vào dòng nào mạnh thì mình phải vào dòng đó còn cts này các anh chị quan sát và chờ đợi thêm những cái điểm mua khi nó cân bằng trở lại bvs nó cũng tương tự như thế này giai đoạn này này nó cân bằng cũng tương đối tốt nó cân bằng từ tháng 8 cho đến tháng 10 nó cân bằng hai tháng thì vùng này em đánh giá nó sẽ vào tranh mới khi mà có những cái trạng thái nó tích lũy đâu khoảng là thêm một tuần nữa nên chị lưu ý đối với BVS, các anh chị đầu tư nào muốn lấy vị thế thì chị có thể lấy vị thế 20% để đó thôi. Khi nào vào trên chính thì lúc đó mình sẽ gia tăng thêm lượng hàng. Nên chị quan sát đối với BVS, những cái mã cổ phiếu lớn như SSI thì sao? SSI chi cổ tức xong thì nó mở gap. mở gap xong thì nó quay lại nó lắp lại việc hết sức bình thường. Nhưng vùng này nó có mở một cái gap. và khi nó mở gap thì sao? Thì nó sẽ có xu hướng nó quay lại nó lắp. Nên chị chờ đợi những yếu tố quay lại lắp gáp xong ấy thì chị sẽ tham gia đúng không ạ khi mà những cái mã phiếu như SSI này nó lắp gáp xong thì khả năng cái dòng chứng khoán nó mới vào sống được nên chị phải chờ đợi những cái yếu tố gọi là tín hiệu của con SSI này nó lắp gáp cũng như là nó càng cung lúc đó mình sẽ vào mình đánh với dòng chứng khoán nên chị chờ đợi tín hiệu từ dòng chứng khoán này VCI nó cũng mở gáp này đúng không ạ thì mình phải chờ đợi những cái mã cổ phiếu lớn của dòng chứng khoán này nó quay lại test gáp thành công cái đã thì lúc đó mình sẽ vào mình đánh còn bây giờ cứ chờ đợi thêm thôi tại vì chị biết rằng ấy kiên nhẫn tạo ra tiền bạc trong thị trường chứng khoán này chứ không phải là những cái sự hấp tấp đâu nên anh chị phải chờ đợi thêm đối với VCI VND cũng tương tự như thế thôi hầu hết những cái mã phiếu này nó mở gáp thì các anh chị phải chờ đợi nó lắp gáp và em đánh giá nếu mà mua một mã cổ phiếu trong những chứng khoán em sẽ mua những cái mã cổ phiếu như VND tại vì anh chị thấy này nó tích lũy nên ở trên của nó cũng như anh chị thấy cạn kiệt volume và ở đây các anh chị thấy này nó tích lũy và xoay quay những cái biên độ của nó rất là siết chặt nên chúng anh chị phải chờ đợi thêm những cái trạng thái cân bằng của nó hơn đâu khoảng là một đến hai tuần nữa mà thì mình sẽ vào mình đánh nên lưu ý chờ đợi đối với dòng chứng khoán còn dòng thép thì ở những phiên hôm trước em cũng nói rồi tại vì anh chị thấy này nó xuất hiện những phiên gì ạ đây von tăng mà giá không tăng đúng không ạ tăng giá không tăng thì nó đang có những trạng thái điều chỉnh thì cái việc này là cái việc hết sức bình thường thì những phiên hôm trước em cũng nói rất là nhiều lần rồi đúng không ạ nên những mã phiếu này anh chị có thì cứ nắm giữ thêm thôi mã phiếu này nói mà nó muốn vào một cái giai đoạn gọi là đảo chiều xuống ngay thì nó chưa vào đâu nó phải còn giai đoạn gọi là chạy nước rút sau đó mới có thể là đảo chiều xu hướng còn bây giờ những mã phiếu này anh chị có thì cứ nắm giữ thêm và chờ đợi những yếu tố tăng lên để chốt lại chứ điểm mua sẽ không còn hay là con hsg này em cũng nói rất là nhiều lần rồi anh chị thấy là vol tăng giá không tăng là sao ạ à? thì khả năng ấy những giai đoạn tiếp theo nó sẽ có những yếu tố gọi là, là nó sẽ chạy nước rút rồi sau đó nó sẽ đảo chiều nên những mã phiếu này anh chị chỉ canh tăng để có thể bán ra còn điểm mua thì không còn đúng ạ à? hay những cái mã cổ phiếu như con uh, tvn này tvn anh chị thấy rõ ràng rằng ấy khi nó gặp lại định trước thì nó phải có những cái trạng thái điều chỉnh là việc hết sức bình thường và khi nó điều chỉnh về vùng nền của nó khả năng sẽ bật tăng nên vùng này anh chị có thì cứ nắm giữ cũng hạn chế bán ra tại vì nó về nền của nó rồi khi nó up lên thì anh chị có thể là bán còn bây giờ cứ quan sát thêm đối với dòng thép thôi dòng thép cũng chưa có điểm mua bây giờ anh chị tập trung đánh dòng cản với lại dòng bất động sản trước còn công nghệ sao fpt này hôm nay đánh lên thì áp lực chốt lại thôi và ở đây vol cũng thấp như thế này thì cứ nắm giữ dòng tiền lớn cũng đã vào thì mình chờ đợi thêm sự đẩy giá của nó thôi nên chị quan sát thêm đối với fpt tích lũy và xây quay đâu khoảng là hai tháng rồi đúng không ạ và khi nó tích lũy được như thế này là tốt dòng tiền chưa thoát ra thì sao thì khả năng sẽ đẩy giá thôi và anh chị thấy này khi tích lũy xong thì sao thì nó phải có những dòng tiền lớn vào đánh này sau đó đẩy giá lên liên tục thì hầu như những mã phiếu này tăng càng chậm càng tốt tại vì sao ạ à? tại vì những mã cổ phiếu tăng chậm nhất trên thị trường là những mã cổ phiếu tăng bền nhất các chị thấy này nó tăng chậm hay không nó tăng rất là chậm tích lũy xe quay đánh lên tích lũy xe quay sau đánh lên sau đó tăng mới tăng đúng không ạ và anh chị thấy này đang ở những vùng nền số 3 của nó là đây là những cái điểm mua lý tưởng cho anh chị tư khi mà chưa tham gia kịp đối với FPT nên chờ đợi thêm đối với FPT sóng công nghệ nó cũng đã vào rồi này ITD này tăng trần này VGI cũng tăng này LC cũng tăng nên hầu hết hôm nay công nghệ đã tăng rồi nên chị hạn chế tham gia mua đuổi nữa chủ yếu FPT này có những trạng thái cân bằng lại được thì đây là những cơ hội để cho anh chị tư mua mới nên chị lưu ý thêm đối với FPT khả năng có những trạng thái nó quay về reset định một lần nữa sau đó mới mới bật tăng được nên lưu ý về những vùng giá 90 99.5 có thể mua gia tăng hoặc là mua mới nên lưu ý đối với FPT vẫn được còn dòng ngân hàng thì sao thì dòng ngân hàng thì em review qua vài mặt cổ phiếu trụ thôi như là Vietcombank tham gia được hay không Vietcombank thì giai đoạn này em đánh giá nó sẽ cần cân bằng và tích lũy sẽ quay thêm thì mà cổ phiếu này nó muốn đánh lên thì nó phải cần có một dòng tiền lớn vào kích hoạt em ví dụ như khi nó tích lũy và xe quay xong này thì nó phải cần có dòng tiền lớn này vào kích hoạt thì lúc đó mình vào mình tham gia chứ bây giờ mình vào tham gia trước ấy thì nó sẽ hơi gọi là sớm đối với mã phiếu này khi dòng tiền lớn họ vào kích hoạt cũng như dòng tiền lớn vào họ đẩy giá lên thì mình tham gia thì nó sẽ đỡ thời gian chờ đợi hơn chứ bây giờ mình nắm những những mã phiếu này nó tích lũy đến bao giờ thì mình mới có lãi đúng không ạ à? nên mã phiếu này chỉ có thì cứ nắm giữ và quan sát thêm thôi chờ đợi những yếu tố đẩy giá của tổ chức thì mình vào mình đánh hay những cái mã cổ phiếu như Techcombank này. phiên hôm trước em cũng nói rồi, những cái dòng tiền này là dòng những dòng tiền phô mô của của cá nhân nhỏ lẻ thôi. Và khi gặp những cái dòng tiền phô mô của cá nhân nhỏ lẻ thì lên gặp lại những vùng kháng cự trước thì làm sao mà có thể là có những cái trạng thái gọi là đỡ giá được đúng mà. Tổ chức họ đánh lên họ mới đỡ giá còn cá nhân họ phô mô theo thì làm sao mà đỡ giá được? thì mã phiếu này nó gặp lại kháng cự điều chỉnh là việc hết sức bình thường và mã phiếu này nó cũng đã bứt khỏi những cái đường trên lai giảm của nó thì anh chị phải chờ đợi những yếu tố cân bằng và sai quay thêm thì lúc đó anh chị sẽ có những cái điểm mua mới mã phiếu này đánh giá nó đánh tương tự như công ty phong banh trong giai đoạn phía trước ấy lợi nhuận của nó trong cái quý 3 này cũng tương đối là lớn đâu khoảng là năm năm tỷ đồng hầu như là lợi nhuận lớn nhất trong dòng ngân hàng ấy nên chị lưu ý đối với con tết công banh này trong giai đoạn sắp tới nếu mà nó cân bằng thêm một vài phiên thì mình có thể là tham gia được tiếp theo là con vi banh cũng tương tự như thế này vì ban này nó đang có những trạng thái này tạo ra mẫu hình VCB thu hẹp này nó cân bằng tích lũy lại được thì đây là một trong những mã cổ phiếu anh chị chú ý được và mã cổ phiếu này thực chất nó cũng tương đối bỏ cung các anh chị thấy này nó đánh lên như thế này này thì làm sao mà anh chị tham gia được đúng không ạ và anh chị thấy nó mở gáp này đúng không ạ nó tăng điểm sau đó đảo chiều và mã phiếu này hầu như nó đánh mở gáp nó sẽ không lắp gáp tại vì sao ạ à? tại vì tổ chức của họ họ sẽ không có những cái trạng thái gọi là cho đánh lắp gáp đâu tại vì họ vô được những cái lượng hàng ở vùng này này họ kiểm tra lại lượng cung ấy không còn nữa thì họ sẽ cho mua với giá cao nên vùng này sẽ xuất hiện những phiên tách cung nữa thì chị sẽ mua được với con VB nên chị chờ đợi thêm những phiên tách cung đối với VB còn bây giờ có thì cứ nắm giữ thôi tiếp tục là những mã cổ phiếu như con ABB ABB thì mã cổ phiếu này không phân tích được tại vì sao ạ cái biên độ nó đánh ba phiên như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào phân tích được ai là người đạp giá xuống đây và ai là người kéo giá lên ngược trở lại thì chủ yếu mã phiếu này chúng ta phải quan sát chứ những cái dạng cung cầu lỏng như thế này chúng ta sẽ hạn chế tham gia ACB này tương tự như con tết cơm thôi nhưng mặc dù nó có những trạng thái phục hồi nhưng phục hồi với vòng thấp như này mình cũng phải chờ đợi thêm những yếu tố cân bằng và đánh break out khỏi những cái đường xu hướng giảm của nó thì lúc đó chúng ta sẽ vào tham gia còn bây giờ cứ chờ đợi thêm đối với dòng ngân hàng thì hầu hết dòng ngân hàng thì các anh chị cứ quan sát thêm một vài phiên nữa khi nào mà dòng ngân hàng nó cân bằng lại được thì lúc đó chúng ta sẽ vào chúng ta đánh nên chị lưu ý quan sát thêm với dòng ngân hàng thôi STB thì sao ạ? À? TTB thì có những cái trạng thái này nó tăng phục hồi đến những vùng kháng cự phía trước của nó. Thì nếu nó muốn tăng nữa thì sao ạ? À? Nó phải cần có những trạng thái rũ bỏ để reset lại những đỉnh trước, những cái vùng đáy trước của nó thì lúc đó mới có những cái cái điểm vào để chúng ta đánh mới. Còn bây giờ anh chị có thì cứ nắm giữ thêm thôi. Và em đánh giá vùng này thì dòng ngân hàng nó cũng đã có những chiếc khấu tương đối tốt để cho anh chị tư có thể đánh khi nó có những trạng thái này, nó tạo xong mẫu hình này vai này, đầu này, vai ngược, nó cân bằng vùng này này thì chúc, lúc đó chúng ta sẽ vào đánh. Còn bây giờ chúng ta cứ chờ đợi thêm hay những cái mã cổ phiếu như OCB thì sao ạ? À? OCB thì nó tương đối là mạnh hơn. Nó đang tạo xong mẫu hình là gọi là vai đầu vai ngược này. Khi nó cân bằng thêm một vài phiên nữa thì chúng ta vào chúng ta đánh được. Còn bây giờ chúng ta có thì cứ nắm giữ thôi. Tiên phong banh thì nó cũng đã tăng đấu khoảng là đến những cái vùng gọi là quá mua. Khi nó tăng quá mua thì sao ạ? À? Nó sẽ có những trạng thái điều chỉnh để quay lại retest những vùng định trước của nó. Nên chỉ có thì cứ nắm giữ thôi. Và mã phiếu này nó đang có những cái trạng thái càng kiệt volume thì vẫn tiếp tục nắm giữ được nên lưu ý đối với tiên phong ban trong giai đoạn sắp tới nếu cân bằng thêm một vài phiên thì mới mở mua được còn bây giờ cứ quan sát thì hầu như ấy, em cũng đã đi sơ lược qua những cái dòng chủ yếu của thị trường và bây giờ mình sẽ đi qua một cái dòng cuối để cho anh chịu tư có thể là nắm bắt BCC này nó cũng cân bằng này nó tạo ra mẫu hình này gì ạ nền tảng trong nền tảng thì mẫu hình này để cho anh chịu tư tham gia đánh ngắn thôi còn đánh dài thì không có điểm mua đánh dài và mã phiếu này đang có những vùng giá đâu khoảng là 23.4 có những phiên no soup đi tích cung thì phim hôm nay là phim mua ngày mai khả năng là phim breakout nên chị lưu ý đối với bcc trong phiên sắp tới và có thể là mua đánh ngắn còn đánh dài tiền hiện tại đã qua điểm mua còn bcg thì sao ạ à? bcg là một trong những cái mã cổ phiếu em rất là ưu thích cũng như mã cổ phiếu này là một trong những cái mã cổ phiếu tạo ra những cái mẫu hình giống như con gì ạ à? hdc đúng mà mẫu hình của những cái siêu cổ phiếu thì con bcg này nó cũng tương tự mẫu hình đó thôi đúng không ạ đang đánh lên những cái nền thứ hai của nó khả năng vùng này này nó sẽ có những trạng thái quay lại retest gọi là định trước của nó vài phiên nữa thì sau đó nó sẽ có những trạng thái tiếp tục đẩy giá thôi nên lưu ý đối với BCG quay lại retest đỉnh là những cái lúc để anh chị có thể tham gia mua mới nên các anh chị chờ đợi những điểm mua mới đối với BCG các anh chị lưu ý đối với mã phiếu này được trong giai đoạn sắp tới còn những cái điểm mua phía trước em cũng nói chịu tư rất nhiều rồi đây những cái điểm mua chuẩn của nó đúng không ạ thì những cái room khách hàng em cũng mua ở những điểm này hay là những cái mã cổ phiếu như con FCN này dòng tiền lớn cũng đã vào kích hoạt vào đánh rồi này anh chị thấy rõ ràng rằng khi nó tích lũy và xoay quay nó tạo xong mẫu hình gì ạ à? đây mẫu hình gọi là cốc này và đây là cái vùng tay cầm của nó sau đó break out thì dòng tiền này dòng tiền lớn vào đánh thì anh chị có thì cứ nắm giữ thôi chứ việc gì anh chị phải bán ra đúng không ạ nó tích lũy và xoay quay như thế này được là rất là tốt yếu tố vụ bỏ thôi nên ở đây cũng là những cái điểm các chị đợi những cái vùng cân bằng các anh chị thể tham gia đối với FCN còn những cái mã cổ phiếu như con LCG thì sao LCG thì vùng này nó xuất hiện những cái phiên gọi là sách ao 3 thì khi nó sách ao 3 thì sao nó phải cần cân bằng thêm nên anh chị lưu ý có thì cứ nắm giữ và vùng này cái cung cầu của nó cũng tương đối là lỏng lẻo nên các anh chị phải chờ đợi những tín hiệu phía sau anh chị mới tham gia được nếu vùng này nó cân bằng thêm một vài phiên nữa cũng như nó có những trạng thái cạn kiệt volume thì lúc đó anh chị sẽ tham gia còn bây giờ cứ quan sát vùng này em đánh giá vẫn nắm giữ được DBG này anh chị thấy này một trong những mã cổ phiếu đến vượt đỉnh rồi nó có tăng nữa hay không nó tăng rất mạnh đúng không ạ thì hầu hết những mã phiếu trên đều là những mã phiếu mạnh và điểm mua của nó điểm nào à? Đây những cái video hôm trước cũng như là đâu khoảng là tháng 9 ấy những cái video ngày tháng 9 của em nói rất nhiều về mã phiếu này anh chị đầu tư nào mua được mã phiếu này thì em xin chúc mừng cũng như mã phiếu này nó cũng đã tăng rất là mạnh rồi gần 50% thì nó không còn điểm mua có thì anh chị cứ nắm giữ thôi thì hầu hết đấy là dòng bất động sản khu công nghiệp anh chị có thể là chú ý đến với những mã phiếu như BCC này BCG này cũng như là những cái mã cổ phiếu như con FCN trong giai đoạn sắp tới thì các anh chị lưu ý đối với mã phiếu đó và nhìn chung giai đoạn này thì chúng ta nó vận động tương đối là tốt nên chị tập trung lựa chọn những cái mã cổ phiếu tốt để chúng ta đầu tư chứ không phải là chúng ta đi đón định thị trường tại vì trên thị trường này em thấy rất nhiều nhà đầu tư ấy sợ thị trường điều chỉnh hay là sợ thị trường nó đạt định đúng mà tại vì ở trên thị trường này ấy sợ nó sẽ không sinh ra được tiền mà để cho nhà đầu tư mình ấy mất nhiều cơ hội để đầu tư lắm tại vì anh chị thấy này bất kỳ giai đoạn nào của thị trường ấy đều có rủi ro cả em ví dụ như giai đoạn này này bao nhiêu nhà đầu tư nói rằng nó sẽ đảo chiều xu hướng và nó giảm và khi các chị đầu tư nghi ngờ thì sao ạ à? nó vẫn tiếp tục nó tăng hay giai đoạn này này nói là những cái vùng gọi là 1.200 điểm nó đã đạt đỉnh rồi nhưng anh chị thấy này nó lên đến vùng này sao à? nó có những trạng thái rũ bỏ hay sao nó vẫn tiếp tục nó tăng hay vùng này này bao nhiêu người nói ờ có những cái trạng thái quý ba ra những tin tức xấu thì nó sẽ đảo chiều xu hướng và nó bắt đầu một cái trên giảm bị dài hạn thì bây giờ nó vẫn tiếp tục nó tăng đúng mà nên chị lưu ý khi nào mà thị trường ta nó đạt đỉnh thì chúng ta mới biết đó là đỉnh đúng không ạ à? và khi nó đạt đỉnh xong thì nó sẽ có những phiên phục hồi tự động như thế này này để chúng ta thoát ra khỏi thị trường chứ không phải là bây giờ các anh chị cứ thấy thị trường chúng ta nó tăng lên vùng những cái vùng vợ kháng cự phía trước các anh chị nói là ờ vùng đó đạt đỉnh rồi các anh chị không tham gia nữa nhưng mà thực chất những cái mảng cổ phiếu trong thị trường này nó vẫn tiếp tục nó tăng đúng mà. hay là những cái vùng này này các anh chị nói là rằng ấy là thị trường chúng ta có những trạng thái đạt đỉnh như các anh chị thấy này các anh chị tham gia đúng điểm hay sao anh... bây giờ có rất nhiều nhà đầu tư lại đó khoảng 50 đến 60 phần trăm đúng à tại vì anh chị cũng thể thấy rằng ấy khi qua đỉnh thì sao chúng ta mới biết đó là đỉnh đây những cái lúc nhà đầu tư hương phấn nhất thì sao nó sẽ đạt đỉnh còn bây giờ anh chị thấy này có những cái trạng thái nó tăng điểm nhưng mà volume của nó không có những cái sự hưng phấn thì sao ạ nó chỉ đang ở những giai đoạn nghi ngờ thôi nên các anh chị lưu ý tập trung cổ phiếu nhiều hơn thì à, cảm ơn các anh chị nhà đầu tư đã lắng nghe video của em chúc các anh chị đầu tư có những cái trải nghiệm thành công hơn trên thị trường chứng khoán này các anh chị đầu tư nào mà có những thắc mắc gì có thể comment ở dưới video để em có thể là hỗ trợ các anh chị nhà đầu tư